có cái vừa làm gì ạ? À, bây giờ làm cái mấy giờ ạ? Đánh trực mấy giờ nào? Hả? Học xuyên đêm. Rồi, mấy giờ là mấy giờ? Đến bây giờ ạ? 5 giờ á, em không thấy, em tự đọc rồi đi. 9 giờ làm gì? Ngay rồi đêm. Đã thế rồi. Rồi. Thank you.
sướng chưa? Đấy, chết thì chúng ta làm sai, chúng ta bị đi sai, sai một tí và chúng ta bị gì? Chúng ta là hám hàm thuận trên rồi. Điều này tôi sẽ nói ba phần. Phần thứ nhất là thấu hiểu thân. Phần thứ hai là một số kỹ năng cơ bản. Phần thứ hai ba là làm thế nào để xuất sắc hơn rồi. Đó là số một số. Đa số người tại chúng ta chết ạ. Ta chúng ta chết lâm sàng sao ạ? Vì không sống. Phải đưa đưa nghĩa là sống ạ. Sống đúng không? Chưa nói sống sướng nhỉ? Sống đúng không? Phải chính là nha, chung chung có nghĩa. Phải một chức lực. Nói sống. Nhưng mà tôi nghĩ là sống. Sống sống sống. Thế nào sống? Sống. Di chuyển sống. 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 Không tự tạo sống. Đấy. Chết thì chúng ta là nhận. Chứ mà sống có gì cả. Cứ lao ra cũng như hai cái điểm thôi. Đấy, chết thì chúng ta đấy. Thế nào sống đấy? Muốn dưỡng với nào? Phải sống là, đúng không? Nếu không sống thì làm sao mà? Thế chết thì không cần gì đâu. Thế không sống được gì đâu. Mấy điều đó được sống thì theo bạn. Đừng dưỡng sống thì. Điều đâu được sống thì thiệt. Hả? Đâu thế sống nhé. Phải định nghĩa thế nào là sống. Đây, chết thì chúng ta không biết thế nào sống cả, không định nghĩa là thế nào sống. Nếu bạn không định nghĩa thế nào sống, thì đây thì tôi, đây thì bạn. Đấy, muốn gì sống cũng là định nghĩa một. Thế nào sống? Rồi. Có dễ hơn nha. Mục đích cuộc sống. Mục đích cuộc sống. Mục đích cuộc sống. Con người khác máy tính gì không biết của mình suy nghĩ gì suy nghĩ máy tính nghĩ cái này em ta nhiều 15 và 16 nhưng mà 3 và 21 thôi mình nhanh gì tổng mình nhanh này đối tượng 15 và 16 chứ 13 và 21 cái chuyện này nhiều không nghĩ anh ta gì đâu nhưng cái này thua ra cái gì ạ một biết họ nó chiêm chiên họ nhân lên lên họ tìm là mình đâu đây cao mấy mét bao nhiêu ở Bắc Kinh nào bao nhiêu lần nhiệt độ bao nhiêu bao nhiêu ngày nay nhiều nhưng nó không biết nó chỉ là công cụ thôi con người khác có vật gì ạ con người khác không vật một đấy là con tính toán ra nó bằng cái này đấy ai giỏi cái này rồi đối với chị đấy ai giỏi cái này đấy vậy một chút là gì cái gì?